Có khi nào em cảm thấy cái cuộc sống này nó quá áp lực hay là có một cái điều gì nó khiến em sợ hãi không? Dạ có thầy, giống như là trong việc học tập của em thầy, là có nhiều thứ giống như là cái điểm số của em nó không được như mong muốn của em. Lúc hồi nhỏ thì em có sợ ma. Đôi lúc thì em không có tự tin vào bản thân mà sợ những rất là đại học, áp lực điểm số. Em sợ là mình khác biệt với người ta, người ta không ủng hộ với mình mà không có đồng ý với quan điểm của mình. Chào các bạn, hôm nay tôi muốn nói với các bạn về một chủ đề, đó là làm sao để vượt qua nỗi sợ hãi. Các bạn biết đấy, cuộc sống xung quanh chúng ta luôn đầy rẫy những khó khăn và thử thách, bao nhiêu chông gai và gập ghềnh, bao nhiêu nỗi âu lo, biết bao nhiêu là áp lực, và nhiều lúc cuộc sống như muốn xô chúng ta ngã. Nhỏ thì sợ ma, lớn lên đi học thì sợ điểm số, áp lực về thi cử. Các thanh niên bây giờ thì sợ rớt đại học, có người yêu thì sợ người yêu bỏ, đi làm việc thì lúc nào cũng sợ bị ông chủ đì, quản lý của mình nạt nộ. Chúng ta luôn phải đối diện với nỗi sợ hãi, mà nỗi sợ hãi thì nó lại là vô hình. Vậy làm sao để có thể vượt qua được nỗi sợ hãi của chính mình? Tôi xin kể các bạn nghe một câu chuyện của chính tôi. Khi tôi học cấp 3, tôi rất sợ ma. Đã vậy, tôi còn ở trọ một mình. Và xóm trọ của tôi đi vào rất là sâu bên trong một cái ngôi nhà kho rất là lớn. Mỗi ban đêm mà đi học thêm về, phải đi qua một cái dãy nhà kho lớn đó, bóng tối bao phủ và không hề có một ánh đèn nào. Và cái nhà kho đó thì lại được xây dựng trên một cái nghĩa địa. Và bây giờ nhà kho đó người ta bỏ hoang. Dân chúng ở đó họ đồn thổi rất nhiều về những câu chuyện liên quan đến ma. Thế là tôi luôn phải đối mặt với nỗi sợ hãi về một bóng ma vô hình nào đó luôn rình rập ở quanh tôi. Và tôi nhớ có lần mà cái cảm giác sợ hãi của tôi nó tăng cao nhất, đó là cái đêm tôi đi học thêm về và thằng bạn tôi nó đã bỏ tôi ở ngoài cái trục đường chính, và thế là tôi phải đi bộ vào trong, đi mò mẫm trong đêm tối và phải đi qua cái dãy nhà kho đã bỏ hoang đó. Cứ mỗi một bước chân mình đi thì cái tiếng vọng bước chân mình nó lại dội vào trong nhà kho đó, nó dội lại hàng loạt những âm thanh khác, và điều đó khiến cho nhịp tim của tôi nó tăng nhanh hơn. Và vì thế tôi đi nhanh hơn, vì tôi nghĩ rằng đi càng nhanh vượt qua cái nhà kho này càng nhanh tốt bao nhiêu, nhanh bao nhiêu thì chắc chắn sẽ vượt qua được cái nỗi sợ hãi đó. Nhưng tôi đã nhầm, bởi vì đi càng nhanh thì cái suy nghĩ ám ảnh rằng là cái bóng ma vô hình nó đi đằng sau mình càng nhanh hơn thì lại càng làm cho mình sợ hơn. Ở phía trước tôi thấy có một cái quầng sáng, do một cái kẹt nhà kho, có một nhà kho có một khe hở và cái ánh sáng ở ngoài đường nó chiếu vào. Tôi đã đi nhanh qua đó, nhưng mà khi đi nhanh qua đó tôi có cảm giác như có một ai đó đang đi ở sau mình. Và ngay lập tức là tôi nhìn lại thì tôi thấy cái ông chủ nhà, ông á đang đi vào. Ngay lập tức tôi liền đi ngược ra phía sau. Tôi thấy ông đi bên cạnh tôi và tôi nói với ông như thế này: chú ơi, chú đi nhanh lên, con sợ ma quá. Nhưng tôi không nghe tiếng trả lời và tôi đưa tay tôi quàng lên chú. Khi mà đưa tay quàng lên chú thì tôi thấy tôi đang ôm vào một cái khoảng không vô tận. Tôi không thấy ai nữa. Lúc đó tôi đã phi thật nhanh để về cái dãy phòng trọ của mình. Và lúc mà bay về cái dãy phòng trọ thì tôi thấy là con trai, con gái, các thứ đang đứng dòm sang bên kia phía bức tường, và bên kia đó cái tiếng khóc rất là não nề, và bên đó cái ông chủ nhà ông vừa mất. Và ông vừa mất thôi, vậy thì cái người vừa đi bên cạnh tôi vừa về đó là ai? Và từ đó tôi nghĩ rằng ma là có thật. Và bây giờ gần hết năm 12 rồi, bây giờ chuyển nhà đi đâu bây giờ? Và việc chuyển nhà đối với một thằng học sinh đi học xa nhà nó là một cái vấn đề gì đó nó vô cùng khủng khiếp. Vậy thì mình phải đối diện với cái nhà kho đó. Học thêm thì là không thể bỏ, và bởi vì thi cử những năm tháng đó cho đến tận cả bây giờ thì lại càng không thể nào bỏ được. Và thế là tôi phải đối mặt với bóng ma hàng đêm. Và mỗi đêm đi học về tôi đều mang một cái cảm giác vô cùng nặng nề khi đi qua dãy nhà kho đó. Tuy nhiên tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi đó không phải là bằng những ánh đèn pin, không phải là bằng vài đứa bạn đi cùng mình. Tôi đã vượt qua cái nỗi sợ hãi và ám ảnh đó chỉ bằng một tư duy đơn giản, đó là bạn hãy nghĩ đến một cái đích. Cái đích ở đây
đó chính là cái tương lai của chính bạn. Tức là bạn hãy suy nghĩ về một cái vấn đề gì đó to lớn hơn cái nỗi sợ hãi bây giờ. Bạn hãy xem cái nỗi sợ hãi đó là một cái gì đó bé nhỏ thôi. Có cái mục đích mà bạn tiến tới ở phía trước mới là điều lớn lao. Và có lẽ chính vì thế bạn sẽ vượt qua được cái áp lực đó. Tuy nhiên, những áp lực cuộc sống không phải là một câu chuyện như là vượt qua một bóng ma vô hình như thế. Cuộc sống càng hiện đại thì chúng ta càng đối diện với những áp lực lớn. Vậy làm sao để chúng ta có thể vượt qua? Tôi chỉ có một lời khuyên cho các bạn thôi. Đó là chúng ta càng trốn tránh nỗi sợ hãi thì chúng ta lại càng lo âu vì nó. Bởi vậy, cách tốt nhất vượt qua sợ hãi là chúng ta phải đối mặt với chính nó. Dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật đó, chúng ta đối đầu với nó thì chúng ta mới có thể vượt qua. Ngày trước, khi tôi mới ra trường, tôi nghe nói có một người bạn nói xấu tôi. Và tôi không biết thực hư câu chuyện đó như thế nào. Nhưng cái nỗi ám ảnh về cái câu chuyện mà người ta nói xấu về mình, cái nỗi ám ảnh về một cái người bạn đó của mình, nó làm cho tôi luôn áp lực. Và cuối cùng tôi không để cho cái câu chuyện đó nó ám ảnh tôi được lâu. Tôi đã trực tiếp gặp người bạn đó và tôi đưa cái câu chuyện đó ra. Và tôi muốn hỏi người bạn của tôi rằng có thực sự bạn nghĩ về mình như thế hay không. Và sau khi được trả lời và đôi bên ổn thỏa với nhau thì tự nhiên tôi cảm giác được thoải mái và người bạn của tôi cũng cảm giác rất thoải mái. Từ đó chúng tôi vượt qua được những ám ảnh, từ đó chúng tôi vượt qua được những nghi kỵ về nhau và chúng tôi trở thành người bạn tốt của nhau cho đến tận bây giờ. Và nếu như việc ngược lại là tôi cứ âm thầm để cái nỗi ám ảnh đó, để cái câu chuyện đó nó cứ ở trong đầu mình thì tôi luôn khổ tâm vì nó. Vì thế, khi gặp những áp lực trong cuộc sống, bạn phải đối mặt và bạn phải tấn công vào nó. Đừng tìm cách xa lánh nó, vì càng xa lánh, bạn lại càng sợ hãi chính nó. Có một nghiên cứu cho thấy, càng sợ hãi, con người càng có xu hướng là thu nhỏ mình lại và tuyệt giao với các mối quan hệ và sống âm thầm trong bóng tối cô đơn của chính cuộc đời mình. Và khi tất cả mọi mối quan hệ tuyệt giao cũng có nghĩa là bạn cứ thế một mình một bóng chịu đựng cái nỗi cô đơn khủng khiếp và nỗi sợ hãi dày vò chính bản thân mình. Để vượt qua cái nỗi sợ hãi của bản thân, bạn hãy mở rộng lòng mình hướng đến những mối quan hệ tốt đẹp. Đặc biệt bạn phải thay đổi suy nghĩ tích cực, nghĩ về những điều thật tốt đẹp ở phía trước. Bởi vì cuộc sống luôn cho bạn một cơ hội thứ hai, đó gọi là ngày mai. Vậy tại sao bạn lại không tự tạo ra cơ hội cho chính mình? Bạn hãy chia sẻ nỗi sợ hãi đó với những người mà bạn tin cậy. Có thể là bố mẹ của bạn, anh chị của bạn, hay là một người thầy, người cô nào đó mà bạn thấy rằng họ có thể chia sẻ được với bạn những điều mà bạn trăn trở. Khi nghe những lời khuyên tích cực từ những người khác, tôi nghĩ rằng mọi thứ cũng có thể sẽ giúp bạn vượt qua. Trong video sau, tôi sẽ nói chuyện với các bạn về những loại bạn đừng bao giờ chơi.